trải nghiệm tham quan tại Đại Nẵng Nam. Vậy tiếp theo chương trình chúng tôi sẽ xin giới thiệu, mình tên là Hồng Phúc. Mình là Hồng Bình, lớp 12-1. Chúng tôi đến từ tập thể lớp 12-1. Vậy hãy chào các bạn, hãy chào chúng tôi đến. Lặng lẽ xóa tan âu lo, ngàn giọt nước mắt thầm.
tâm trần, niềm tin mãi luôn lời thề. Bài ca hát trọn đêm nay dành tặng bạn tôi. Cơn gió hay trào từng lời một về lặng im phía sau. Chuyện tôi mãi không rời, mặc nắng đắt hay mưa ngâu. Dù thời gian có xóa phai nhòa, lặng trôi những ký ức, bạn tôi vẫn thế không thể đổi thay trái tim. Quay tay xin chào, nghẹn ngào gặp lại ngày sau. Vô vai xin bình an ở phía trước, cho dù nhiều trong ngại kiên cường lên, rồi mọi chuyện cũng sẽ vượt qua. Sau hai phương trời dù nhìn chung dù xa xôi, đôi mắt nhìn tôi tới cuối chân trời. Cảm ơn bạn người luôn sát bên, âm thầm dõi nhìn theo tay nắm chặt gật đầu cười tim cứng đi mãi như ngày hôm qua. Và hôm nay là chuyến tham quan rất là ý nghĩa đối với cả các bạn.